giây tan rơi. Lỡ là ta cách xa nhau một thời, lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa, khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng. Ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong cõi mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ. Tình ta đã cho trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong khói mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Quá. Trời ơi, em dữ lắm. Anh gặp đúng đối thủ rồi đó. Mà em cũng không ngờ là anh lợi hại như vậy á. Nếu như mà mình gặp nhau sớm hơn á thì anh là chiến hữu của em rồi đó. Ừ. Nếu mà gặp em sớm á, chắc chắn thằng Long hết cơ hội làm bạn thân của anh rồi. Em thấy cũng trễ rồi, hay là mình đi về anh ha? Ừ, đi. Em xin lỗi. Sao mày lại vui vẻ thoải mái với hắn như vậy chứ? Vẫn chưa xác định được rốt cuộc hắn có phải là người tốt hay không mà. Anh xin lỗi. Anh làm em giận hả? Không, đâu có. Anh cứ tưởng anh làm chuyện gì để em giận chứ. Em phải cảm ơn anh vì anh đã cho em một buổi đi chơi vui vẻ như vậy, chứ sao em giận anh được chứ. Phải cảm ơn em là anh mới đúng đó. Nhờ đi chơi với em á, anh chợt nghĩ ra một vấn đề liên quan tới bản thiết kế đó. Anh nghĩ không gian thoải mái là quan trọng nhất. Còn về sự sang trọng á, không cần phải thể hiện ở các bản thiết kế cầu kỳ trơm ra, mà bản thân của tre á, nếu mà được gia công tỉ mỉ thì sẽ toát lên được vẻ đẹp sang trọng. À anh, nếu như á mình làm họa tiết theo hình cánh diều thì sao? Không ngờ mình lại cùng ý tưởng như vậy đó. Anh cũng đang định lên mẫu thiết kế cánh diều toàn bộ cho nhà hàng. Bởi vì vị trí của nhà hàng á, nếu mà nhìn từ xa nha, giống như một cánh diều rất đẹp, rất sang trọng. Hay là bây giờ mình về mình làm liền đi, để còn kịp giao cho bên sao việc nữa. Em không mệt hả? Cũng hơi mệt, nhưng mà mình phải cố gắng chứ. Mình phải thắng cho bằng được hợp đồng này.
Ý của em là mình phải cố gắng hết sức cho dù mình có được chọn hay không. Dù sao kết quả có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể có lỗi với bản thân. Cùng cố gắng ha. Yeah. Đi. Đi. Sắp xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Yeah. 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 Cuối cùng thì bản thiết kế cũng đã hoàn thành rồi. Ô. Nè. Chắc em mệt lắm rồi hả? Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn phần thanh toán chi phí á, để anh làm cho. Em chưa có buồn ngủ đâu. Em nghĩ là hay là bây giờ mình nghỉ ngơi thư giãn một xíu đi rồi mình làm tiếp cho nó xong. Hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn, đúng không? Mình làm xong rồi á thì mình ngủ một giấc luôn cho nó thoải mái. Trời sáng rồi đó anh. Ở dưới công ty chắc là bán cà phê rồi. Để em xuống dưới mua cho anh nha. Hey, nè khoan. Để anh đi mua cho. Hay là em với anh đem lên sân thượng uống nha. Để cho anh Long ngủ ngon. Lên sân thượng nha. Như là lâu lắm rồi em mới được dậy sớm như vậy để ngắm bình minh á. Nhưng mà hình như hôm nay thời tiết không đẹp lắm anh ha. Thời tiết á cũng giống như lòng người vậy. Cũng sớm nắng chiều mưa, khó mà lường trước được. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp được bình minh thật sự. Nhưng mà ở thành phố này khó tìm được một chỗ nào đó thông thoáng để ngắm bình minh lắm. Không cần đợi đâu anh. Mình chỉ cần nhắm mắt lại. Đó anh thấy không? Đó cảm giác mà ánh nắng xuyên qua. Chỉ cần như vậy thôi là cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp và thư thái. Sao vậy? Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ tới bản thiết kế thôi. Quá đáng lắm nha. Hôm qua cả ngày bỏ tôi rồi, còn giờ á thì bỏ tôi ngủ dưới mình. Tính cho bà Trâm xử tôi hay gì á. Trời ơi, làm gì có. Tụi tao sợ nói chuyện ngồn màu á, mày ngủ không được. Đừng có xạo. Ôi dạ. Nè 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 nè. Xạo quá nha. Tối qua hai người nói chuyện giống như là tôi tàn hình vậy đó. Tôi vẫn ngủ được mà. Nè. Gì vậy? Nè. Chuyện gì? Hai người làm cái gì ở trên này? Phơi nắng ngắm bình minh. Hai người xạo quá. Làm gì có nắng nào đâu mà ngắm bình minh. Trời, sao mà không có. Nè, nắng đang trội vô nè. Đúng rồi, nhắm mắt lại nè. Đó, thấy không? Nè, mày tránh ra coi. Tránh ra. Gì vậy? Yến nè. Trời, nhắc bình minh mới nhớ. Anh kể cho em nghe nha. Năm lớp 3, có lần cô giáo cho bài tập về nhà là tả cảnh bình minh. Mà em biết không, anh thông minh lắm. Anh chép nguyên bài văn mẫu vô luôn. Còn thằng Nhân á thì nó tự tưởng tượng ra. Trời ơi, nó tự tưởng tượng ra lung linh đẹp lắm, sinh động nữa, nên nó được điểm cao. Mà nhìn vậy, cái mặt mày á cứng đầu. Một hai không chịu làm theo cách của anh. Cứ là phải tả thực nè. Nên là sáng sớm á là nó phải ngồi trước nhà để nó đợi bình minh lên. Mà xui cho nó nha, lúc đó trước nhà tòa nhà cao tầng không, làm gì có ánh nắng nào mà xuyên qua. Ồ,
Em không ngờ là lúc nhỏ anh nghĩ là thật thà như vậy nha. Em tưởng là khi lớn lên tính tình cũng phải tương đồng giống như lúc nhỏ vậy đó. Tức là bây giờ không thật thà. Em nói là bây giờ nó đen tối hả? Mày nè, mày cái gì vậy? Sao Yến nó mày đen tối? Tối hôm qua lúc tao đang ngủ, tối qua mày làm gì? Rốt cuộc mày làm gì Yến? Hả? Mày đừng có nói bậy. Tầm bậy tầm bạ, ai làm gì đâu? Không có đâu, em nói giỡn thôi. Bởi vì á là em thấy á là lúc còn nhỏ, nhiều người khi lớn lên thật sự cũng sẽ thay đổi thôi. Có người không thay đổi, nhưng mà có nhiều người thay đổi rất là nhiều nha. Giống như là lúc nhỏ thì tốt bụng, khi lớn lên thì lại rất xấu xa. Ủa, em nói ai vậy? Bạn em hả? Một người bạn cũ của em. À, nhưng mà cuối cùng thì anh nghĩ giết làm sao vậy? Em muốn nghe thiệt hả? Mày đừng có cười, cái này là Yến muốn hỏi nha. Nó viết là bình minh của em tuy là bị tòa nhà cao tầng che mất, tuy nhiên vẫn có những tia nắng chiếu qua, chiếu vào tai em, nên em vẫn cảm thấy ấm áp. Rồi á, nó viết dài dòng tạo mấy bà bán bánh mì da chai. Trời ơi, cả chuyện mẹ anh thu tiền góp nữa. Vậy đó, dù gì cô giáo cũng cho được 5 điểm. Cuối cùng á, cũng được 5 điểm an ủi. Bây giờ á, cái tính nó cũng còn như lúc nhỏ vậy đó. Thôi mày ơi, cầm đi. Nói linh tinh gì đó, vô làm đi. Thôi đi vô làm đi anh. Ủa? Em vô làm tiếp nha. Ủa? Ê, trời trời, tự nhiên đưa tao đi cà phê rồi bỏ đi hết là sao? Thì mày không theo giữ tao hả? Nếu không thì ngồi đó đi, uống cà phê tỉnh táo rồi muốn suy nghĩ gì nghĩ đi. Ủa? Hai ly cà phê sao thấy lạ lạ? Hai đứa nó không được tự nhiên như mọi ngày. Mình ngồi ở đây nhắm mắt lại, uống một miếng cà phê. Không lẽ tụi nó thích nhau thiệt? Vì công ty của cậu còn mới và không lớn như các công ty đối tác đã chào mời tôi. Tuy nhiên là các thiết kế của cậu tôi rất là ấn tượng. Nó rất là mộc mạc, đơn sơ nhưng vô cùng sang trọng. Tôi rất thích. Nếu như tôi ký hợp đồng với bên cậu, cậu có đảm bảo là cậu sẽ thực hiện đúng tiến độ như trong bản đề xuất không? Dạ, trước khi lên ý tưởng thiết kế cho bản kế hoạch này, tôi đã dự trù hết những rủi ro có thể xảy ra rồi. Tôi cam đoan là sẽ đúng theo tiến độ. Ok, vậy là tốt rồi. Bên cậu hãy soạn hợp đồng và gửi cho tôi. Hợp tác vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn Minh Anh đã tin tưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghe nói là bên Sao Việt đã ký hợp đồng thiết kế nội thất với một công ty Tech Real. Giám đốc Nhân, cậu giải thích sao đây? Tôi xin rút kinh nghiệm về sai sót lần này và sẽ cố gắng hơn. Thương trường như chiến trường, chứ có phải ở trường học đâu mà xin lỗi được cố gắng. Người tài giỏi là phải trăm trận trăm thắng. Cậu thua một công ty á, xứng tầm tôi không nói, lại đi thua một công ty thép riêu. Bây giờ không chỉ có cậu, Nam Á và cả tổng công ty nữa đã bị cậu làm cho mất mặt. Điều quan trọng bây giờ á là phải tìm cách khắc phục, chứ không phải chỉ trích lẫn nhau. Nam Á cũng nên có cuộc đánh giá lại năng lực của nhân viên, đặc biệt là ở bộ phận thiết kế. Dạ. Năng lực của nhân viên là phản ánh chính xác nhất về tầm chiến lược của người lãnh đạo một công ty nhỏ mà còn điều hành không xong, nói chi là cả tập đoàn.
Đây là giai đoạn quan trọng, tuyệt đối không để mất uy tín với cổ đông được. Ê, hôm nay em thư ký mới của ba mày có đến không vậy? Đang nhắn tin cho tao là đang trên đường tới đây. Mà nè, con thầy vợ bạn gái cơ quan, mày không sợ tiêu đời hay sao mà dính vô? Nè, cất vô đi. Tay chơi như tao á thì làm sao qua mặt được tao? Tao thấy cô ta là con cáo già đội lớp cù non. Chỉ có ba tao với mấy tên gà mờ đó tưởng cổ là con gái nhà lành ngoan hiền. Nè, lát nữa mày lén bỏ thuốc vào ly nước của cổ. Tối nay tao với mày có một đêm vui vẻ với người đẹp. Ok bạn, vô. Vô. Khốn kiếp, mai là mình phát hiện kịp. Nhắn tin cắt đứt cho nó lành. Dạ anh Hải ơi, em có việc bận đột xuất phải đi với bạn trai nên không đến được. Anh Hải thông cảm cho em nha. Hẹn anh dịp khác. Mày sao vậy? Nó không tới được. Thôi vô đi, kệ nó. Vô. Tôi thông báo luôn, đây là một hợp đồng quan trọng của công ty. Sắp tới chúng ta sẽ rất là áp lực. Tôi mong rằng tất cả mọi người hãy cố gắng cùng nhau nha. Dạ. Dạ. Anh Đức, tình hình với xưởng có ổn không? Anh nghĩ không có vấn đề gì đâu. Anh sẽ cho anh em thợ tăng ca, mình hoạt động hết công suất luôn. Vậy thì tốt quá. Vấn đề về tiền bạc thì anh ký xong hợp đồng với bên cung ứng là em chuyển tiền liền. Cảm ơn tất cả mọi người. Kết thúc cuộc họp nha. Bây giờ mọi người về làm việc đi. Dạ. Dạ. Thôi anh về xưởng trước nha. Dạ. Chào anh. Chào Trâm. Anh, ký được hợp đồng lớn như vậy mình phải ăn mừng chứ. Hay là em đặt một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn hạn cho tụi mình nha. Nè, công việc đang ngập đầu, làm không kịp thở, vậy mà đòi đi nghỉ dưỡng. Thì đi nghỉ cuối tuần chứ có phải nghỉ làm đi chơi đâu. Lòng nói đúng đó Trâm à. Bây giờ ngay cả cuối tuần anh cũng không có thời gian nữa. Hay là vậy, đợi 2 tháng nữa, 2 tháng nữa mình sẽ đi nghỉ dưỡng nha. Dạ. Vậy thì mình đi Nha Trang nha. Biển đẹp, thơ mộng, resort 5 sao ở đó cũng yên tĩnh nữa, rất là đỉnh luôn. Anh giao cho em đó. Dạ. Cứ cân đối tình hình tài chính của công ty rồi lên kế hoạch đi. Ủa, em lấy tiền của em chứ đâu có lấy tiền của công ty đâu anh. À, anh định là tổ chức cho toàn thể công ty đi nghỉ dưỡng luôn. Phúc lợi công ty thì phải lấy tiền công ty chứ. Cái gì? Toàn thể công ty? Ừ, phải đó. Ôi, con sông quê 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 quê. Cái gì vậy? Tao có điện thoại. Chắc là khách hàng gọi á. Mày nghe đi. Alo. Cho hỏi khoảng số điện thoại của Long con bà Loan đúng không? Đúng rồi. Ủa mà anh là ai vậy? Sao biết tôi với mẹ tôi luôn vậy? Tôi được mẹ anh cho số anh đó. Mẹ anh muốn gặp anh. Ủa? Mẹ tôi đang ở đâu? Tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Anh đến ngay vị trí tôi gửi, anh sẽ gặp được mẹ anh. Nhanh nha, mẹ của anh đang chờ anh đó. Được rồi, tôi tới liền. Nè nè, có chuyện gì vậy? Mẹ tao về rồi, giờ tôi đi gặp mẹ tao nha. Tôi đi nha. Nè nè nè, anh đứng lại đó. Gì vậy? Đang giờ làm việc đi đâu vậy? Trừ lương bây giờ. Nè, tôi không cần. Nói cho cô biết nha, bây giờ tôi đi gặp mẹ tôi. Tôi xin tiền, đập vô mặt bà chủ nợ như cô. Bye bye. Để coi, nếu mà không có tiền á, khỏi lãnh lương nghe không? Cô đợi đó. Không biết có ổn hay không nữa. Mẹ chưa thấy nó về con. Khi nào nó về mẹ gọi cho con nha.
Mẹ biết rồi, thằng Nghĩa cũng mới về đó. Mẹ. Ừ, con mới về hả? Sao nay về có một mình vậy? Thằng Long đâu, sao không về chung với con? Hồi sáng á, đàn em của mẹ nó gọi, rồi kêu nó đi với mẹ nó rồi. Con gọi nó cũng không được luôn. Không biết là có phải đi với mẹ nó giống như lần trước không. Rồi sợ con mang bắt nên bỏ cái sim luôn rồi. Ừ, vậy hả? Ủa, mẹ, hồi nãy mẹ nói chuyện với anh hai hả? À, anh hai có hỏi thăm gì con không? Không, nó hỏi thăm thằng Long thôi à. Tại vì nó gọi thằng Long hoài không được. Anh hai gọi cho thằng Long? Ủa, không lẽ thằng Long nó mượn tiền của anh hai? Mẹ cũng không biết nữa. Ừ, nó hỏi thăm thằng Long vậy thôi à. Bên công ty của con với công ty của anh hai có đấu thầu một công trình chung. Cuối cùng á, đối tác chọn công ty của con. Hay là mẹ gọi cho anh hai báo chuyện của thằng Long, xong rồi hỏi thử giùm con. Anh hai muốn nói chuyện với con không? Ừ, để mẹ gọi. Con nghe nè mẹ. À, thằng Nghĩa mới về nè con. Nó nói là có khi thằng Long trốn theo mẹ của nó rồi. Thằng Nghĩa đang bên cạnh mẹ nè. Con nói chuyện với em nha. Dạ. Anh hai muốn nói chuyện với con. Dạ. Anh hai. Anh hai, bộ thằng Long nó mượn tiền anh hai hả? Không em. Anh tính hỏi nó về thông tin của một người bạn học chung với tụi anh thôi. À nè, chúc mừng em nghe. Anh nhận được tin là bên Sao Việt ký hợp đồng với bên em rồi phải không? Dạ, em cảm ơn anh hai nha. Cái hợp đồng này có ảnh hưởng gì nhiều tới công ty của anh hai không? Không có gì đâu. Em không cần phải ái ngại gì hết. Cố gắng nghe, làm thiệt tốt. Dạ. Bây giờ anh làm việc tiếp đây. Hôm nào rảnh anh qua thăm ngoại với em sao? Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh hai. Không phải mày đang vui mừng lắm sao? Còn giả vờ thăm hỏi nữa. Thật ra cái hồ sơ đấu thầu đó thằng Long nó tự ý nộp. Khi em biết được á, là lúc sau việc gọi cho em báo kết quả và hẹn lịch thuyết trình rồi. Mẹ à, anh hai chỉ định hỏi thăm một người bạn chung với Long thôi. Ảnh còn có trách gì con hết, không có nói vụ hợp đồng gì hết. Vậy thì tốt rồi. Nghĩa nè, nhưng gì thì gì, anh hai cũng đã giúp con rất nhiều. Có làm gì á thì con phải nghĩ tới anh hai nghe con. Tội nghiệp nó. Ờ, mẹ, mẹ ruột của anh hai vì sao mà mất vậy mẹ? Chuyện là vậy nè con. Đến giờ mẹ cũng chưa biết là bà Hiền chôn ở đâu nữa. Tội nghiệp anh hai quá. Nhưng bây giờ anh hai gặp lại được ba ruột là cũng tốt quá rồi. Em kết lại rồi chuyển chi phí vô giá thành giùm anh luôn nha. Dạ dạ. Nè, anh có ghi rõ nè. Làm gì mà từ chiều tới giờ vẫn chưa xong nữa. Dạ, để em làm cho. Alo. Chấm, em đang làm gì đó? Có gì không? Tối đi ăn tối với anh được không? Xin lỗi anh nha, em đang bận việc ở công ty, chưa có xong. Vậy hả? Vậy tối mai trông có rảnh không? Em bận dữ lắm, bận cả tuần luôn. Thứ bảy, chủ nhật em cũng bận nữa. Ngày nào em cũng làm việc từ sáng tới khuya luôn, không có thời gian rảnh. Cảm ơn anh Kha nhiều nha. Thôi
em làm việc tiếp đây. Bye bye anh. Trong. Ủa, anh tưởng là em xong lâu rồi. Có vấn đề gì sao? Nè, có cần phụ gì không? Đâu có. Em làm xong hết rồi. Mà tại em muốn dò đi dò lại để coi có sai sót gì không mà. Hay là em về nghỉ đi. Dù sao á, anh cũng duyệt xong rồi mới ký. Anh sẽ kiểm tra lại lần nữa cho. Vậy anh với Yến có chuẩn bị về chưa? Em chưa xong việc nữa chị. Tại vì anh Long nghỉ mấy ngày hôm nay á, cho nên em làm giúp phần việc của ảnh luôn. Cái thằng cha đó nói hay dữ lắm, rồi cuối cùng cũng trốn quỵt nợ của tôi. Anh xin lỗi Trong nha. Để anh tìm Long về trả nợ cho Trong. Còn tiền hàng tháng em bắt nó đóng, anh sẽ đóng thay cho nó. Thôi anh, tại vì em ghét ổng nên em bắt ổng đóng thôi, chứ em đâu có thiếu tiền. Anh Nghĩa tốt với anh Long quá. Tại vì nếu là người khác á, chắc là nghỉ chơi với anh Long lâu rồi. Đúng rồi đó. Ổng á, không có một cái điểm nào tốt luôn á, toàn gây rắc rối cho anh không à. Anh, nghỉ chơi ổng đi. Tại hai em không biết thôi. Hồi xưa nhà của anh nghèo lắm. Có mấy đợt bà ngoại bệnh không đi bán được, không có tiền đủ đóng học phí cho hai anh em anh. Anh định nghỉ học mấy lần rồi đó. Nhưng mà thằng Long á, nó lấy tiền bỏ heo của nó đưa cho anh mượn, rồi đóng học phí cho anh, rồi mua tập sách nữa. Nó rất tốt, giúp đỡ hai anh em tụi anh rất nhiều. Anh tự nhủ cả đời này sẽ giúp đỡ nó trong khả năng của anh, bởi vì anh muốn trả món nợ ân tình cho nó. Có thể là bây giờ nó ham mê cờ bạc, tính tình của nó không còn như xưa nữa. Nhưng mà anh nghĩ á, bản tính lương thiện của nó thì vẫn còn. Anh tin là sẽ có một ngày nó sẽ thay đổi. Anh đúng là người có tình nghĩa. Em nè, cũng giúp đỡ anh nhiều lắm. Vậy anh có ý định cả đời này gì với em không? Có chứ. Thiệt hả? Anh sẽ tốt với em, giống như tốt với thằng Long vậy. Bởi vì cả hai đều là bạn của anh. Đã nói là ông thích làm bạn với anh rồi mà. Thôi trễ rồi, hai người chuẩn bị về đi. Để ngày mai á, rồi làm tiếp. Để anh tuyển thêm người thay thế chỗ của ông Long cho. Dạ. Anh tính không đi ăn tối với em hả? Hôm nay anh về ăn cơm với ngoại rồi. Để cuối tuần đi, anh sẽ mời cả phòng mình đi ăn luôn nha. Anh về trước nha. Dạ. Bye bye. Thầy ghét. Biết bao nhiêu người săn đón mình, tự nhiên mình cứ thích mình ổng chi không biết nữa. Alo, có chuyện gì vậy anh Phi? Tôi đã tra được thông tin của Ngọc đó rồi. Quá khứ cũng lừng lẫy lắm, chuyên cặp kè moi tên đàn ông, còn làm phòng gì cho ông trùm lọc báo vừa đi tù nữa. Trước đây cô Ngọc này có mâu thuẫn tiền bạc với con nhỏ giúp việc nhà, nên nó lén quay clip nóng của cô Ngọc để tống tiền. Hàng tháng cô Ngọc vẫn phải chu cấp tiền cho nó để bịt miệng. Vậy anh có thể nào mua đứt cái clip nóng đó luôn được không? Cô định làm gì? Chắc tôi sẽ chuyển sang kế hoạch khác, nghỉ việc tại Long Nghĩa để tập trung đối phó với tên Nhân. Vì theo tôi quan sát thì có vẻ Nghĩa đúng như những gì anh từng suy đoán. Anh Nghĩa không phải là người xấu. Bởi vì Trâm á, rất là yêu anh Nghĩa mà lại giàu có nữa. Nếu như là người khác thì cho dù là không yêu Trâm thì họ cũng vẫn sẽ chấp nhận tình cảm đó để lợi dụng cổ. Thôi được rồi, để tôi thử xem sao. Đến có gì tôi báo cô. Ok, cảm ơn anh. Vậy nha, bye bye. Đi. Đi.
Em xin lỗi. Mày đang nghĩ gì vậy Yến? Bà ngoại kêu mình đem cho cũng được mà. Bà ngoại rất quý Yến, có lẽ cổ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Yến ơi, còn thức không em? Ai vậy? Anh Nghĩa đây. Có chuyện gì vậy anh Nghĩa? Ngoại có nhiều chanh muối lắm, ngoại làm chanh uống không hết cho nên kêu anh đem qua cho em hủ. Anh đợi em một chút nha. Yến, Yến chưa ngủ hả? Dạ. Anh Nghĩa vô đi. Nè, chanh muối bà ngoại gửi cho em nè. Cho em gửi lời cảm ơn bà Sáu nhiều nha. Sáng ngủ dậy á, nhớ pha cùng với nước ấm, trị ho hay lắm nha. Bộ anh nói với bà Sáu là em bị ho hả? Ừ, ngoại hỏi em dạo này sao rồi, thì anh nói hình như em bị cảm hay sao đó, nên hay ho, cho nên ngoại kêu anh mang qua cho em đó. Chứ không phải là anh mới vừa nói là nhà uống không hết anh mới mang qua cho em hả? Em nói giỡn thôi. Nói chứ em cảm ơn bà Sáu với là anh Nghĩa nhiều nha. Ủa? Em hay làm việc khuya hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thường không ngủ được, em hay bị căng thẳng á, cho nên là em tranh thủ em làm việc cho xong. Vậy em coi nghỉ sớm đi, mai làm việc tiếp cũng được mà. Nè, đừng có áp lực công việc quá, anh sẽ tuyển thêm người để phụ em. Em đâu có áp lực công việc đâu, anh Nghĩa đừng có lo. Em còn có khó khăn gì sao? Không, tại vì em hay thức khuya coi phim á, cho nên em mới bị mất ngủ thôi, không có sao hết á. Anh, em nghĩ là anh cũng hay làm việc khuya lắm đúng không? Ừ, anh thức khuya quen rồi. Với lại dạo này có nhiều việc quan trọng, còn có dự án lớn, anh không muốn có sơ suất nào hết. Ừ. Anh Nghĩa nè, em nghe nói lần này bên Sao Việt đã từ chối Nam Á để chọn mình đó. Vậy anh hai của anh có giận anh không? Ủa, sao em biết Nam Á của anh hai anh? Thì bà Sáu nói cho em nghe đó. À, anh hai không có giận gì anh hết. Anh có vẻ rất là tin tưởng anh hai của anh đó. Ừ, thì đúng rồi. Anh hai của anh rất là thương anh, lúc nào cũng muốn giúp đỡ anh, cho nên mấy chuyện này anh không có giận đâu. À, hợp đồng với bên anh Bằng cũng là do anh hai giới thiệu cho công ty của anh, cho nên anh với Trọng mới thành lập một công ty tốt như ngày hôm nay. Ủa, gì luôn? Alo. Alo. Nghĩa hả? Dì Loan nè. Dì Loan, dì đang ở đâu vậy? Lâu nay dì trốn qua biên giới. Dì mới về Đắk Lắk nè, dì có điện thoại cho Long. Long á, bọn nó không còn xài số điện thoại cũ nữa hay sao? Dì gọi hoài mà nó không nghe máy. Mà con có biết thằng Long hiện nó đang ở đâu không con? Hôm thứ tư, nó nhận được cuộc gọi của ai đó, nó là đi gặp dì. Từ bữa đó tới nay á, con không gọi được. Con cứ tưởng nó giống như mọi lần, nó đi theo dì.
Vậy là nó bị tụi thằng Lân Trọc bắt rồi. Cái gì? Thằng Long bị tụi Lân Trọc bắt hả? Chắc là vậy rồi con ơi. Vì vì tốn thằng Lân Trọc bao nhiêu lâu nay, vì sợ nó kiếm gì, nó mà bắt được gì là nó thủ tiêu gì luôn đó. Mà chắc tụi đàn em của nó đã biết gì về Đắk Lắk nên nó gửi cho dì một cái clip. Cái clip nói thằng Long đã bị bắt, đang nằm trong tay Lân Trọc. Mà bây giờ Lân Trọc hẹn dì gặp để nói chuyện. Mà cái clip dì nhìn không giống Long, dì không có tin. Thôi bây giờ vậy nè, dì sẽ gửi cái clip ổng giữ thằng Long trong tay ổng cho con coi nghe. Còn nếu mà con coi đúng là thằng Long rồi á thì con báo cho dì biết nghe. Dạ được rồi, dì gửi liền nha. Thằng Long bị bắt. Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Dì Loan gọi. Alo, con nghe nè dì Loan. Con ơi, con coi có phải đó là hình ảnh Long lúc nó bỏ đi không? Dạ đúng rồi đó dì. Bữa đó nó mặc bộ đồ này nè. Hay là mình báo công an nha. Không được báo công an. Con mà báo công an là dì chết chắc luôn đó. Con ơi, bây giờ phải tìm cách cứu thằng Long. Nhưng mà tại sao bắt cóc mà tụi nó không bịt miệng để thằng Long la hét vậy? Rồi con nghĩ chỗ này hoang vu lắm. À, con thấy có thác đổ nữa. Đúng rồi đó con. Anh Nghĩa, hay là anh cho em xem lại đoạn clip đó được không? Em thấy chỗ này cũng quen quen á. À, vậy hả? Dì Loan, bạn con nói có thể biết chỗ này đó, dì đợi con xíu nha. Dì chờ mãi nha. Con điện lại dì nghe con. Em biết chỗ này. Em biết hả? Anh gọi cho dì Loan đi. Alo, dì nghe nè. Dạ con là Yến nè. Dì Loan ơi, con biết chỗ này. Có một lần á, con cùng với đám bạn đi trekking để thám hiểm tại một cái khu rừng ở Đắk Lắk á. Vậy con chỉ gì tới chỗ đó liền được không? Được không con? Dạ được chứ gì. Anh Long là bạn của con mà. Trời ơi, dì mừng quá. Dì, con sẽ đi với Yến. Nhưng mà khi nào tụi con chưa tới nơi, dì đừng có hành động gì nha. Rồi rồi, hai đứa đi liền nha. Dạ, dì đang chờ nha. Dì chờ, dì chờ. Thôi, bây giờ anh về, anh nói với ngoại tiếng rồi mình đi nha. Yến, em biết chỗ không Yến? Ở trên này nè. Ở trên này đi hả? Đi thẳng luôn, đúng rồi. Nhanh lên, đi. Nhanh lên. Nè, khoan đã. Ngồi xuống. Nè, cứ bình tĩnh. Yến với chị Loan đứng ở đây chờ, vô trong nguy hiểm lắm. Còn Vinh Hường đi ra đằng sau cứu con Long nha. Chị với cô là phụ nữ, không đánh lại chúng đâu. Để tụi con đi. Hai đứa đi đi, có gì liên lạc với dì liền. Dạ, nha. Dạ, con biết rồi. Ở đây chờ nha. Mình bọc ra phía sau. Ê, khi nào mới giải quyết xong vụ thằng này? Để con về thành phố nữa. Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Hôm nay mà không xong á là tao đi về thiệt đó. Mày ngon. Mày ngon mày bỏ về thành phố đi. Rồi mày có được yên với đại ca không? Nhưng mà sao không nhốt thằng này ở thành phố đi, mà phải đem lên trên này cho phức tạp thêm vậy? Mày hỏi nhiều quá. Tao nghe đại ca nói là có tin tức mẹ nó vừa từ biên giới về Đắk Lắk. Đại ca muốn dụ mẹ nó tới đây để cứu nó, hốt trọn ổ. Còn cái láng này thì sao? Cái chỗ này lúc trước tụi tao xử công viên, nó trốn ở đây nè. Bà quên, lúc đó đâu có mày đâu. Thì ra là vậy. Mày với điện thoại á, đi vòng vòng coi tình hình sao đi. Biết rồi. Ê, đi theo tao. Dạ.
kêu cứu gì ta? Đâu phải giọng chị Lon như bạn của anh. Ủa mà sao im ru rồi? Cái giọng nói này bây giờ tính sao anh? Vậy nha, anh giúp tôi nha. À, mày có sao không? Cởi trói cho tao. Đi cứu mẹ tao đi. Mày chạy đi đâu? Làm ơn tha cho tụi tôi. Tụi mày chạy đi. Đó, không làm có tha gì hết trơn á. Cho tụi mày chạy đi nè. Đó, tụi mày chạy đi. Tụi mày chạy giùm tao đi. Làm ơn. Tha cái gì mà tha? Ai mà tha? Làm ơn tha cho tụi tôi đi mà. Anh Nghĩa. Mẹ, tụi mày muốn gì? Đứng lại. Nghĩa ơi. Cẩn thận đó. Mày chết rồi. Anh Nghĩa. Tất cả vô tay lên. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa, anh thấy sao rồi? Anh cố gắng một chút nha. Cũng may là công an đến kịp, không có ai bị sao hết. À, quên nữa, em chưa có gọi báo cho bà Sáu biết. Ê, này nè, thôi đi, đừng có gọi. Anh cũng ổn hơn rồi. Tối hôm qua anh có nói dối ngoại là đi Đà Lạt chơi với em và mấy người bạn trong công ty. Anh sẽ giấu chuyện bị thương này để cho ngoại đừng có lo lắng. Nếu ngoại có gọi, em cũng nói dối vậy nha. Khi nào anh về Sài Gòn, anh sẽ nói thiệt sao? Ừ, em biết rồi. Đáng lý ra anh đã có cơ hội để chạy thoát, tại sao anh lại liều mạng để cứu em vậy? Nếu như mà công an đến không kịp thì... Thấy người khác gặp nguy hiểm vậy, làm sao anh bỏ mặc được chứ? Làm người tốt thường thiệt thân. Anh không thấy vậy hả? Anh tin là mình cứ sống tốt, không thẹn với lòng, thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp thôi. Mình giúp người ở một thời điểm nào đó, cũng sẽ có người khác giang tay giúp lại mình trong lúc mình khó khăn. Cuộc đời sẽ lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp hơn. Cứu em, anh không sợ hả? Không, anh không có sợ. Ngoài anh dặn á, miễn là mình giúp người trong khả năng của mình. Với lại á, mình giúp người ta, sau này người ta sẽ giúp lại mình, tạo cho thế giới tốt đẹp hơn. Dạ. Mấy lời vừa rồi là anh hai của anh nói với anh hả? Em hỏi vậy là sao? À, không có gì, em hỏi chơi vậy mà. À, mọi người cứ về Sài Gòn lo công việc công ty đi, để anh thuê bên dịch vụ người ta chăm sóc cho anh được. Không được, không được, không được. Ai giờ thì về đi. Em ở đây chăm sóc cho anh. Ủa, Yến, nãy giờ đi đâu vậy? Anh gọi điện thoại qua cho em cũng được luôn đó. Em sao vậy Yến? Có bị đau bụng không? Bây giờ có chị ở đây chăm sóc cho anh Nghĩa rồi. Em gọi taxi về Sài Gòn liền đi em.
Thôi từ đây nỗi buồn như làn sương phủ mờ. Thật sự luôn cái dùng dấu tôi cái chuyện bị thương á. Có chăng là chút môi. Dạ, con xin lỗi ngoại với mẹ rồi mà. Nè, mà đừng có giận. Mai mốt, con không dám làm vậy nữa. Cô là ai? Sao cô lại có mấy tấm hình này? Chào cô Ngọc, tôi tên là Đào Kim Yến. Mấy tấm hình này á là do tôi dùng 1 tỷ mua đứt cái clip nóng của cô từ tay cô Duyên, người làm cũ của cô đó. Cô nghĩ đi, so với 4 triệu hàng tháng mà cô đưa cho cổ thì 1 tỷ của tôi phải có giá trị hơn chứ. Cô mệt quá. Để bà kêu xe đưa cô đi bệnh viện nha. Ngoài đang bệnh viện nào vậy? Bà đang ở bệnh viện quận nè. Được rồi, con sẽ tới liền. Sao nó có vẻ lo lắng khẩn trương cho con Yến vậy? Lần trước thì đỡ giao cho con Yến. Không lẽ nó thương